Yến Phương, Việt TV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 20 tháng 7 năm 2018. Việt TV đang có mặt tại nhà hàng Sài Gòn 75 để gửi đến quý vị một vài hình ảnh trong buổi ra mắt và vận động tranh cử của anh Lý Bảo cho chức chủ tịch của cộng đồng Hoa Thịnh Đốn và các vùng phụ cận. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh do chúng tôi ghi nhận sau đây. Buổi tiệc được chuẩn bị rất chu đáo, đặc biệt chọn địa điểm nhà hàng với tên gọi Sài Gòn 1975, cũng nằm trong sự sắp xếp của chủ nhân, bởi đó là tên gọi thân thương và con số không quên của những người dân tị nạn chúng ta. Thưa anh Bảo, thì cái buổi tiệc ngày hôm nay á, là mục đích như thế nào mà anh tổ chức cái buổi tiệc ngày hôm nay? Thứ nhất là Bảo mời hết mọi người để... mấy những người ủng hộ Bảo mà đã làm việc với Bảo lâu nay mà đã đứng mấy cái liên danh, Bảo mời họ tới đây ăn uống á, để cảm ơn họ. Thứ nhì đó là Bảo ra mặt để cho mọi người biết là Bảo ứng cử làm chủ tịch cộng đồng. Chương trình bắt đầu lúc 7 giờ tối với nghi thức chào cờ Mỹ Việt và phúc mặc niệm. Sau đó là phần giới thiệu về bản thân và các hoạt động cộng đồng của anh Lý Bảo. Con rất là hân hạnh hôm nay có cơ hội để gặp hết mọi người ở đây. Và con cũng muốn cảm ơn là bỏ thì giờ ra để hôm nay tới đây để nghe con trình bày. Trước hết thì con cũng muốn cảm ơn những người đã ủng hộ con lâu nay và cũng đã ủng hộ những cái liên danh của con. Anh Lý Bảo cho biết lý do ứng cử. Lý do mà Bảo ra đó, thứ nhất là lâu nay Bảo làm rất là nhiều việc trong cộng đồng, mà bây giờ Bảo muốn ra là tại thứ nhất là muốn đoàn kết cái cộng đồng mình và đem những cái mấy người trẻ vô để làm việc chung với cộng đồng, để kết nối và phát triển cái cộng đồng mình thêm nữa. Nhưng mình phải cần cái sự đoàn kết trước, mà mọi người phải ra bầu đó. Nên nếu mà quý vị nào mà muốn ủng hộ cho Bảo đó thì nên ra bầu những cái liên danh mà của Bảo năm nay. Thí dụ mà mọi người mà không có biết cái liên danh để mà ủng hộ cho anh Bảo thì bằng cách nào, như thế nào thì để mọi người được biết rõ hơn ạ? Có thể gọi Bảo ở số 703-350-6241 hay là email là bobbyly13@gmail.com. Thì liên lạc Bảo thì Bảo sẽ có thể text lại cho biết những cái liên danh ở DC, Maryland, Virginia là số mấy. Có thể quý vị ủng hộ Bảo về cách đó. 29 tháng 7 từ 9 giờ tới 5 giờ. Quý vị muốn thêm chi tiết, quý vị có thể lên cái website của cộng đồng là cộngđồngdmv.com thì quý vị sẽ thấy rõ những cái luật, mà những cái địa điểm mà quý vị có thể bầu. Rồi quý vị muốn nếu mà ủng hộ cho Bảo đó thì có thể email Bảo hay là gọi điện thoại Bảo 703-350-6241 hay là có thể text thì Bảo sẽ cho những cái liên danh của Bảo thì quý vị ủng hộ Bảo bằng cách đó. Cái mục đích như thế nào mà chú có mặt trong cái buổi ra mắt và vận động tranh cử của anh Lý Bảo ngày hôm nay ạ? Dạ thưa chị, tôi được mời đến tham dự buổi giới thiệu ứng cử viên chủ tịch cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, nói rõ hơn là chủ tịch cộng đồng Việt Nam Washington DC, Maryland và Virginia. Tôi nghĩ rằng đây là một cái sinh hoạt của cộng đồng và chúng tôi đến, chúng tôi cũng muốn nghe tất cả những cái vấn đề mà của cử tri thắc mắc và anh Lý Bảo trình bày. Riêng chúng tôi thì chúng tôi chỉ có một việc cần nói đến là chúng tôi rất mong đồng hương Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 7 đi bầu cử thật đông để thể hiện được cái sức mạnh của cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Buổi tiệc kết thúc vào lúc 9 giờ tối cùng ngày. Mọi người ra về với niềm vui và niềm hy vọng vào thế hệ hậu duệ, vì đây là lần đầu tiên có một người trẻ đầy nhiệt huyết đứng ra tranh cử. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong buổi ra mắt và vận động tranh cử của anh Lý Bảo cho cuộc bầu cử cộng đồng sắp tới của vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yến Phương tường trình từ Fontchurch, Virginia. Việt TV Network và phim 24 giờ đã được phát hình trên Direct TV. Kính mời quý vị đón xem Việt TV Network Channel 2036 với nhiều chương trình phong phú như tin tức, di trú, phúc lợi xã hội, sức khỏe cộng đồng, thời trang và du lịch. Phim 24 giờ Channel 2037 với nhiều phim bộ hấp dẫn của nhiều nước trình Direct TV. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 1844 858 7000 hay vào website viettv.com.